Cô mới về hả cô Út? Anh Tư qua chơi. Mấy đứa nhỏ nó nói cô Út về chơi cho nên tôi hay tin cái tôi chạy tôi thăm cô Út liền luôn nè. Ủa sao mới về mà cô Út buồn quá vậy? Sao ngoại mất mà em không hay biết gì vậy anh? Bị gì cô Út đi lâu quá rồi. Tại lâu quá cô không có về thăm quê. Có ai liên lạc được cô Út đâu. Em có lỗi với ngoại của anh ơi. Còn hỡi quê ngoài thân ai yêu dấu suốt đời con. Nguyên tha thiết đó, còn nguyên những
trường mất con. Hơi quê ngoài thân ai yêu dấu suốt đời con. Con chợt thấy ngoài buồn, biết đâu chuyện mất con. Hỡi quê ngoài thân ai